Chúng tôi có may mắn được gặp anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Đạo qua lời giới thiệu của Trung tướng Phi công Phạm Phú Thái, tác giả của hai cuốn Lính bay 1 và 2. Cuốn hồi ký với những trận không chiến hào hùng, thật nhiều chiến công nhưng cũng đầy máu và nước mắt. Ở tuổi 73, ông Phạm Phú Thái vẫn rất nhanh nhẹn, mái tóc muối tiêu cắt cua đầy chất nghệ, chiếc áo sơ mi kẻ cộc tay mở một khuy áo. Ở ông toát ra vẻ khoáng đạt, đầy chất men lì, lãng tử, đúng chất của một lính phi công tiêm kích. Ông tự lái xe chở ông Hà Quang Hưng, phi công cùng đoàn bay khóa 3 với ông, dẫn đường đưa chúng tôi đến thăm tư gia của anh hùng phi công Lê Thanh Đạo, nằm yên bình trong một khu vườn rộng rãi, mát mẻ ở ngoại thành Hà Nội, giữa bạt ngàn những gốc bưởi đang ra quả lúc lửu và trong tiếng chim hót líu lo một buổi sáng trung tuần tháng 7. Những người lính già hàn huyên về những kỷ niệm, về những chiếc chiến đấu cơ dũng mãnh, những lần xuất kích, những trận chiến khốc liệt với máy bay địch. Và cũng có lúc những lính bay lại đắm mình kể về cái bao la của bầu trời, về cảm giác được tự do bay lượn giữa cao xanh, một mình chinh phục chiếc MiG-21 tối tân hiện đại, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Đúng là cuộc chiến dài nhất, nhưng mà ngày chiến đấu mà dài nhất, nhiều lực lượng tham gia nhất, cả không quân ta và không quân Mỹ. Ta 64 chiếc, cả MiG-17, cả MiG-19, cả MiG-21, chiếc khu vực chia tầng như thế này. Mỹ thì hàng trăm chiếc, các khu vực viện trợ nhau và sẽ phải lên sàn. Hôm đó tôi và anh Hợp đấy là xuất kích sau khi mà anh Ngự và anh Ngãi. Ngãi bị bắn rơi trên đường băng, vừa cất cánh thu chân xong thì nó lao xuống. Tôi ở dưới tôi nhìn thấy như thế. Thế cho nên là quyết tâm để trả thù. Cái độ 1 giờ chiều chúng tôi được kết cánh. Và biên đội tôi lên đánh 2 chiếc. Nó phân tốt. Cái thằng số 1 bay lên cao, thằng số 2 cái phải kéo xuống dưới. Tôi bảo tôi bám theo số 1, anh bám theo số 2. Thế tôi bám theo, đang đuổi nửa được nửa vòng chuẩn bị bắn. Thì tôi thấy nó cháy rồi. Tôi có nhìn biết sang phải, thấy có một đống lửa cháy ở bên phải. Tôi yên tâm cứ bám theo thằng này và khoảng 4 giây sau tôi bắt được một tiếng cháy hai chiếc. Thế nhưng mà ngày hôm đó thì cũng 4 năm máy bay của mình bị rơi, 3-4 chiếc CEC. Máy bay Mỹ cũng bị ta bắn rơi 5 số chiếc. Thế trận ấy chúng tôi sang kia kể, mặc dù là máy bay của ta ít, vũ khí không phải là bằng tốt hơn F4 đâu, MiG-21 so với F4. Thế nhưng mà mình biết cách sử dụng để phát huy tính năng của MiG-21 và do đó là mình bay làm cho MiG-21 nó lại nổi danh. Các nước cứ toàn mua MiG-21 của Nga bởi vì chiến đấu cái chiến thắng cả cái F4. Cho nên cái đó rất là thuận lợi. Bằng cái cuộc chiến đấu rất là anh hùng, tất nhiên không chỉ phi công, cả người lái, cả dẫn đường, cả thợ máy, tất cả mọi người tạo một cái chiến công chung. Nhưng mà nó làm nổi danh là bằng cái công của Việt Nam, Liên Xô, máy bay, ngày càng phát triển và bán được nhiều. Thế sang Mỹ phục, chứ không phải là có trường phi công gì đâu, rất là phục. Và tỷ lệ thì họ thống kê nó khác nhau. Nhưng mà so sánh gì đâu, mình bắn 2, mình rơi 1, thế thì rất là tốt, tỷ lệ ít. Câu chuyện với phóng viên đang rôm rả, ông Thái tế nhị rút lui. Ông ấy giỏi đánh bóng chuyền cho tôi lắm, ông Lê Thanh Đạo tếu táo đùa vui. Trong suốt cuộc chuyện trò với dân Việt, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên gương mặt phúc hậu của ông. Ở tuổi 78, ông Đạo bị thương ở hai chân sau trận không chiến mà máy bay của ông bị bắn rơi tại Tân Sơn, Phú Thọ. Ông phải nhảy dù, thoát chết trong gang tấc. Ông Lê Thanh Đạo là một trong 16 phi công đạt cấp ách, cấp độ bắn rơi 5 máy bay trở lên trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam với thành tích bắn rơi 6 chiếc máy bay Mỹ. Ông từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban dân vận Trung ương và được biết đến như một chính khách.